bây giờ mình sẽ chia sẻ về cách sơ chế và cái luộc cái chân cái lưỡi lợn này làm sao cho nó thơm ngon. Trước tiên là lấy lợn mua về thì các bạn sẽ rửa sơ qua bằng nước cho nó sạch ớt này, sau đó mình sẽ sát muối và mình rửa trước một lần như vậy cho cái lưỡi lợn này nó sạch nhé. Chúng ta rửa trước một lần như này cho lưỡi lợn xong thì chúng ta sẽ mang đi, chúng ta đi luộc sơ để chúng ta bỏ hết cái phần màng ở trên cái mặt lưỡi này đi nhé. Đây là cái cách sơ chế đơn giản nhất. Mình đã rửa sơ qua với muối như này xong rồi. Bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình một nồi nước nóng để mình cho cái lưỡi này vào, để mình trần qua để mình rửa. Các bạn đun một cái nồi nước lên như vậy nhé, sau đó các bạn cho cái nước vào, các bạn trần. Chúng ta sẽ trần cái lưỡi này trong khoảng từ 1 đến 2 phút thôi với cái nước sôi như thôi, để cho chúng ta dễ bóc thôi. Còn chúng ta không trần lâu thì cái phần này nó lại bám ngược lại vào cái thịt của chúng ta, cái phần màng. Trần xong người ta sẽ cạo thật sạch. Bong ra rồi. Rồi mình sẽ tắt bếp và bây giờ mình sẽ mang ra để mình làm sạch cái lưỡi này nhé. Bây giờ các bạn sẽ xả nước vào và chúng ta sẽ cạo cái lưỡi này. Cần đỡ lọc thay, chúng ta cạo luôn như vậy. Thì nó sẽ ra tuột tuột như này thì nó sẽ rất là sạch. Nhưng khi mà sạch như này xong thì chúng ta vẫn phải ngâm với muối và chanh để cho nó thơm hơn, nó không còn chút mùi hôi nào và nó cực kỳ sạch nhé các bạn ạ. Và nhẹ nhàng thì ta đưa như vậy thì nó sẽ rất là sạch. Sơ chế lưỡi nó cực kỳ đơn giản, nhưng chúng ta biết cách thì chúng ta mới làm cho nó hết mùi hôi và sạch được. Với những bạn mà chưa làm bao giờ nhé, còn những bạn đã làm quen rồi thì cái việc này nó quá đơn giản luôn ạ. Các bạn thấy không, sau một vài phút chúng ta vớt sạch như vậy rất là đơn giản đúng không ạ? Nó đã sạch hết như này. Khi mình vớt sạch được hết như vậy rồi nhé, mình sẽ đổ cái nước này đi. Bạn cho cái nước mới vào để các bạn cạo lại một lần nữa. Nó rất là nhanh các bạn. Bây giờ mình quay phim để các bạn xem thì mình sẽ làm chậm. Đây, nó sạch hết ở bên trong, hết nhớt rồi. Nhưng mà đảm bảo nó không bị khô, không bị mùi của thịt. Thì bây giờ mình sẽ bóp nửa quả chanh vào một thìa muối và mình sẽ cho ít nước và mình ngâm khoảng 15 đến 20 phút cho cái phần lưỡi này nó không hề bị hôi nhé. Và chúng ta sẽ có cái phần lưỡi trắng giòn ngon và không hề bị hôi nữa. Này đã, cách sơ chế này là cực kỳ sạch nhé. Các bạn nên làm cho cái cách này là nó rất là cẩn thận. Bạn nào mà sợ mùi hôi của thịt hay là mùi của thịt lợn thì chúng ta chỉ cần làm như vậy thôi. 15 phút sau mình sẽ xả lại.
và mình mang đi mình luộc là được nhé. Sẽ đổ vào nước này nhé. Khi mình ngâm được 15 phút sau ấy, nó đã rất là sạch, nó thơm và nó không hề còn cái bẩn nào nó bám vào cái miếng thịt này nữa rồi. Và miếng thịt khi luộc ấy nó sẽ rất là ngon. Và bây giờ chúng ta rửa sạch lại lần nữa với nước sạch như vậy và chúng ta sẽ cho vào chúng ta luộc luôn nhé. Đấy là xong cái việc sơ chế rất là đơn giản như vậy thôi. Vì mà mình đã sơ chế cái lưỡi rất là sạch như vậy rồi cho nên mình sẽ cho luôn vào cái nồi chân giò này mình luộc cùng. Mình sẽ không sợ là bị làm cho hôi cái nồi nước này nữa vì mình đã sơ chế rất là sạch cái lưỡi rồi nhé. Và cái nồi chân luộc chân giò này thì mình đang luộc, mình đã cho hành tím là nướng rồi này và một chút muối rồi. Và bây giờ mình để cho nó sủi sùng sục thêm một lúc nữa và sau đó mình sẽ đậy vung lại nhé. Thì cái nước này nó vẫn rất là ngon và không hề bị hôi ở lưỡi vì lưỡi chúng ta sơ chế rất là sạch. Và các bạn luộc cho mình khoảng 30 phút, tự tính từ lúc nước sủi thì cái lưỡi này nó cũng sẽ chín nhé. Và cái chân giò này cũng sẽ chín. Mình chỉ cần ngập như thế là được. Và bây giờ mình sẽ đậy vung lại nhé. Đó, khi nó sủi lên một lúc rồi mình đậy vung lại vậy và cho nhỏ lửa 30 phút sau mình quay lại. Thịt để được 30 phút rồi nhé, mình sẽ tắt bếp nhé. Và các bạn để cho nguội một chút thì mình sẽ vớt ra nhé. Vì cái thịt này mình không lo bị thâm vì cái lưỡi này chủ yếu cái cục này mình sợ nó đỏ thôi. Còn bên trong mình không lo bị thâm nên mình sẽ để nguội khoảng 5 phút sau đó mình vớt ra và để thật nguội để thái nhé. Để khoảng 5 phút rồi nhé, cái lưỡi này của chúng ta nó cũng đã nguội vớt rồi. Chúng ta vớt ra và chúng ta để thật nguội và sau đó chúng ta thái là được nhé. Cái lưỡi nó nguội rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành thái nhé. Thái mỏng ăn nó mới ngon các bạn nhé. Miếng thịt nó rất là hồng và ngon này. Không bị mất nước. Mình luộc vừa phải thì thịt nó sẽ rất là ngon. Cái phần ở má thì mình sẽ bày ở dưới, còn phần lưỡi mình sẽ bày lên trên nhé. Mình bày cái phần thịt ở dưới như vậy, sau cái phần lưỡi thì mình sẽ bày lên trên thì nhìn lưỡi rất là ngon. Lưỡi nó rất là gần đúng không? Bạn thấy không, cực kỳ hấp dẫn đúng không ạ? Một cái lưỡi mà khi mà thái xa mình bày như này nó rất là ngon và hấp dẫn đấy. Mà cách làm thì vô cùng đơn giản, không hề có một chút mùi hôi, mùi tanh nào từ cái phần thịt này nữa. Xếp nốt lên là vậy. Và chúng ta đã xong được cái phần lưỡi luộc đấy ạ. Và giờ mình sẽ đi thưởng thức và dừng cái clip này đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.